Sóc Hàng Nhiệt Tàu Điện xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2020. Em tiếp tục lên sóng một chiếc máy Panasonic NPTR9, dòng đời chót các bác nhé, chót cuối cùng của hãng Panasonic trong cái dòng model NPTR9 ạ. Như các bác đã nhìn thấy thì TR8 ở dưới và TR9 ở trên thì khác nhau về năm sản xuất thôi, và một con TR3 bên cạnh chỉ khác nhau là hai cái cánh, chứ tôi nếu lắp cái cánh sang bên nhau thì cũng không biết ở đâu ạ. Đây, đây là một con TR9 đẹp xuất sắc, đời rất là cao, giá nó cũng không hề rẻ các bạn. Con này em bán là 11 triệu rưỡi các bạn nhé, giá 11 triệu rưỡi đấy, không phải là rẻ đâu ạ, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi mua, nó chỉ khác nhau ở cái năm sản xuất thôi. Đây, con này lưng nhất thì rất là đẹp nhé, sản xuất 2017 các bạn này. Đấy, các bạn thích đời cao các bạn lấy đời cao thôi, nhưng mà đời cao thì đồng nghĩa nó đắt thôi. Một con máy là xuất sắc, không có gì để chê cả. Những cái máy này em đều test hết rồi nhé. Còn khi các bác nào chốt hạ, chốt muốn yêu cầu em quay clip test, em test quay cắm nước test cho các bác luôn. Còn những cái máy này là em test hết rồi. Máy rất là ok, ngon lành, sạch đẹp. Nói chung là TR9 chả có gì phải nghĩ. Kể cả TR3 hay là TR5, 6, 7 em bán chả bác nào phải nghĩ gì. Vì nói thẳng ra cái máy The Bat này nó rất là lành, dễ sửa chữa, máy rửa bát Nhật cực lành, cực dễ sửa chữa, chả có cái gì cả, chả có cái gì của máy rửa bát này là không xử lý được cho các bác. Đấy, một con TR9 đẹp xuất sắc các bác nhá. Lưng người này cũng rất là đẹp, nhưng mà lưng mình là vướng cái này em cũng không bê ra đâu, nhưng mà nó rất là đẹp. Đấy, các bác xem luôn cái thể đẹp chưa, 2017 quá nhá. Con này nó là thuộc dòng hàng trưng bày, hàng đấu giá ở bên Nhật, chuyển qua về đường qua đường sân bay các bạn ạ, trên là lưng này nó không bị xước xát. Đấy, còn những cái đa số là về đường hàng container thì đều bị xước hết, đấy là cái chuyện đương nhiên thôi, tránh sao được ạ, không tránh khỏi. Một con đẹp xuất sắc luôn, giá 11 triệu rưỡi, chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn, các bạn nào chốt bao lô nhé. Xin chào các bạn.